Việt Nam phát triển thành công dự tuyển vaccine phòng COVID-19 ở quy mô phòng thí nghiệm. Theo tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28 tháng 6, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đã qua 73 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc ở cộng đồng. Trong số 355 ca mắc COVID-19 ở thời điểm hiện tại, có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 9.048, trong đó có 107 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.051 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đến nay, nước ta cũng đã có 330 trên 355 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 93% trong số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế. 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính một lần và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 và BioNTech Bộ Y tế vừa phát triển thành công dự tuyển vaccine phòng COVID-19 ở quy mô phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Đỗ Tướng Đạt, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 và BioNTech cho biết, từ tháng 4 năm 2020, lô vaccine dự tuyển đã được tiêm thử nghiệm trên chuột, đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Cụ thể, có 8 lô chuột thí nghiệm được tiêm vaccine COVID-19 đã tạo được miễn dịch sau tiêm. Kết quả cho thấy, kháng nguyên của dự tuyển vaccine có đáp ứng miễn dịch trên động vật. Điều đó có nghĩa là vaccine bảo đảm tính an toàn và hiệu quả, phòng được COVID-19 do virus SARS-CoV-2. Thời gian tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục định lượng kháng thể, đánh giá về khả năng bảo vệ bền vững, tính ổn định của vaccine. Quá trình thử nghiệm tiếp theo có thể phải mất từ 8 đến 9 tháng và nhóm nghiên cứu cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất vaccine. Trước khi được thử nghiệm lâm sàng trên người tình nguyện, vaccine dự tuyển sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên động vật. Dự kiến, vaccine COVID-19 do Vabiotech nghiên cứu sẽ hoàn thiện trong năm 2021. Trước đó, từ tháng 2 năm 2020, Vabiotech đã hợp tác cùng các nhà khoa học của Đại học Bristol, Anh tiến hành nghiên cứu vaccine phòng bệnh COVID-19 dựa trên công nghệ vector virus